top 3 loài động vật độc lạ có mặt trong sách đỏ của Việt Nam. Sinh vật nửa ếch, nửa rắn, nửa dung siêu dị này được các nhà khoa học gọi là ếch dung, một loài động vật thuộc họ lưỡng cư, phân bố khá nhiều ở vùng núi của Việt Nam, trải dài từ Thái Nguyên cho đến Cà Mau. Mặc dù là chúng có giá trị rất lớn trong việc nghiên cứu khoa học, nhưng môi trường sống đang bị thu hẹp nghiêm trọng khi đất rừng bị thu hẹp, xói mòn do sử dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học, do lũ lụt kéo dài dễ làm chúng chết ngạt trong đất. Mèo vốn là loài sợ nước, thế nhưng ở Việt Nam có một cái loại mèo rất là giỏi bơi lội và bắt cá, thậm chí còn được ưu ái với nhiều biệt danh như là chiến thần sát cá, vận động viên bơi lội cừu khôi của thế giới loài mèo, đó là mèo cá. Mèo cá sống trong khu đầm lầy hoặc là rừng ngập mặn. Thế nhưng hiện nay tỷ lệ rừng ngập mặn ở Đông Nam Á đang suy giảm gần 50%. Thêm nữa, loài vật này cũng đang bị săn bắt quá mức để lấy thịt, lông và làm vật nuôi. Chính vì thế, mèo cá Việt Nam đang được xếp vào nhóm động vật sắp nguy cấp trong sách đỏ. Và thứ ba là vật mũi hết. Theo thống kê vào năm 2021 thì Hà Giang là cái tỉnh duy nhất trên Việt Nam còn cái loài này. Mặc dù không phải là chim nhưng mà loài này sống gần như cả đời không bước xuống đất. Chúng dành khoảng 90% thời gian sống trên cây, bởi đó là nơi chúng tìm thấy thức ăn và sự an toàn.